Dạo gần đây, mạng xã hội Trung Quốc đang lan truyền một đoạn clip đánh ghen kinh hoàng. Người vợ trong trang phục áo đen đang đi trên đường thì bất ngờ gặp kẻ thứ ba nên đã ra tay đánh một trận như tử. Trong đoạn clip, có thể thấy rõ chính thức tát tới tấp, ghi tóc Tiểu Tam xuống đất và không ngại ngồi hẳn lên người cô ta. Tiểu Tam trong trang phục giấy xanh dường như bị áp đảo và không thể làm gì ngoài việc dùng giấy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của người vợ. Chính thức tát tới tấp, ghi tóc Tiểu Tam xuống đất. Sau khi người vợ đánh ghen trắng rê, lúc này người chồng mới xuất hiện. Anh ta dịu dàng ôm nhân tình, còn giúp cô nhặt lên túi xách. Tiểu Tam mặc giày còn quởi, anh nói rõ ràng đi, anh chọn vợ hay chọn em? Người chồng im lặng không đáp, sau đó người vợ kéo chồng đi, chỉ còn mỗi Tiểu Tam đứng khóc thút thít. Sau khi đoạn clip đánh ghen kinh hoàng đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người để lại bình luận. Tôi không hiểu người vợ đánh Tiểu Tam làm gì. Kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là sai, nhưng kẻ ngoại tình là chồng cô ấy. Không lẽ anh ta không đáng trách à? Ngồi hẳn lên người Tiểu Tam, còn đánh tới tấp như thế sẽ bị khép vào tội cố ý gây thương tích đấy. Chỉ có người vợ cờ dại mới làm ra hành vi hại người mà còn bất lợi cho mình. Cùng là phụ nữ, có nhất thiết phải làm khổ nhau như vậy không? Tiểu Tam là loại phụ nữ đáng hận nhất trên đời. Nếu cô ta không biết gã đàn ông ấy đã có gia đình thì cô ta không đánh trách. Nhưng nếu cô ta biết nhưng vẫn chen ngang vậy thì đáng đánh một trận. Chân của kẻ thứ ba đẹp thế, so về dốc dáng thì người vợ thua xa. Vợ bạo lực quá, chồng không toàn tem với gái mới lạ đấy. Trong những tình huống này, Tiểu Tam thua về tình về lý nên cô ta không thể đánh lại. Cộng đồng mạng cho rằng, nhiều người đứng nhìn mà không can thiệp là bởi họ sợ liên lụy, cũng có thể là đồng tình với hành động của người vợ. Thời buổi này, vợ đánh ghen bồ nhí của chồng không còn là chuyện xa lạ. Đa phần mọi người đều trách tại sao người vợ không xử chồng trước mà cứ nhẹ đánh Tiểu Tam. Thực tế, hành động này của người vợ là thể hiện sự bất lực không thể khiến chồng quay về bên mình, nên mới trừng phạt bồ nhí của chồng cho hả dạ. Người vợ nghĩ rằng, trừng phạt Tiểu Tam sẽ khiến cô ta không còn bén mảng đến gần chồng và sẽ giữ được hôn nhân. Còn khi người vợ đã ra tay xử chồng thì mọi chuyện đã nát bét thật rồi và chỉ còn đường ai nấy đi thôi. Đây chính là tâm lý chung của những người vợ, xử người bên cạnh mình không được thì đành xử người khiến hôn nhân rạn nứt. Người vợ trong đoạn clip chắc hẳn vì quá phẫn nộ, uất ức nên mới ra tay mạnh bạo như vậy. Nhưng không thể phủ nhận đây là hành vi sai trái, nếu Tiểu Tam kiện người vợ tội cố ý gây thương tích thì chắc hẳn người vợ vừa mất chồng vừa vướng dòng lao lý. Bởi thế, những người vợ trong trường hợp bị chồng cắm sừng cần giữ đầu óc tỉnh táo, suy xét đường đi nước bước, nếu hôn nhân không thể cứu vãn thì ly hôn sẽ là cách giải thoát cho cả hai. Theo Kudake, Kiệp Vụ,